Hello, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi auto matching của người lạ anh em ạ. Thì như ngày hôm qua thì mình cũng đã thông báo rồi là mình sẽ đăng xen kẽ, là mình sẽ đăng nội dung đó là solo squad và auto matching của người lạ. Thì ngày hôm qua thì clip của mình đã về nội dung là solo squad rồi. Hôm nay thì tiếp tục thôi, như đã nói thôi, sẽ auto matching của mình lạ. Ở đây thì mình đã có 3 người lạ rồi. Và tất cả người lạ mình đã invite được các cậu ấy để vào trong bot cam rồi. Thì xem trận đấu này ở đây rồi. Cái này thì đứng đó này. Ui, đứng đó này. Ui, thôi thôi anh gì ơi. Nào, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh anh ơi. Em chưa giới thiệu xong anh đã căng thế nhở. Này, căng này. Thì hôm nay thì auto matching của người lạ ở đây thì mình đã mời được tất cả các cậu vào trong bot cam rồi. Lại có một thanh niên ở đây. Ủa ôi, thôi hết đạn rồi. Từ từ. Mình phải đi kiếm đạn đã. Ủa, bắn. À, anh bắn em đúng không? Nào, anh bắn hộ em cái. Anh bắn hộ em cái xem nào. Đánh căng dữ vậy. Cái này thì bắn em này. Thì ở trong này có mỗi thanh niên số 2 à, mở mic nhưng mà nghe vẻ mic hơi ồn. Chắc là mình cũng lại phải tắt đi thôi anh em ạ. Mic của cậu này thì không bị dính tạp âm, nhưng mà như kiểu là thanh niên này cọ cọ vào màn hình hay là cọ cọ vào cái phần tai, à cái phần mic đấy, nên là nó tạo ra những cái tiếng hơi khó nghe. Trong bot cam trận này thì hơi đông anh em ạ. Không phải hơi đông đâu mà là rất đông luôn. Thì không biết là người lạ của mình có sống sót được ra khỏi đây không mới là điều quan trọng này. Đặt tên mà 4 đi. Thì trận này mình cái gì lag kia, mình có ý định là mình sẽ không xài những cái cây súng hàng ngày anh em thấy mình bắn nữa, mà mình sẽ xài một combo súng đạn 9. Thì ở đây mình đã có cái Uzi rồi, nhưng mà hiện tại thì hết đạn anh em ạ, chứ không là mình vứt cây M4 này đi ngay. Đi kiếm đạn đã. Từ bên này có người này đang bắn nhau này, trước mặt mình đây rồi, mình nghe tiếng chân. À, nó ở sau, gọi là sau mấy cái, à sau cái tường trước mặt này. Đây rồi, đây rồi. Ngay gần này. Đây rồi. Làm gì với anh trai? Làm sao mà thoát được em? Thì từ từ đã, thì mình sẽ kiếm combo đạn 9 để chơi nha. Làm bình nước đã anh em, có thêm hiệu ứng. Trong này vẫn chưa hết được người đâu anh em. Rất là đông. Mấy thanh niên này còn trốn quanh quẩn đâu đây thôi. Mình sẽ lần ra và mình sẽ lột ra các bạn luôn. Bên này thì lút đồ hết rồi này. Mình uống thêm bình nước nữa anh em ạ. Những cái hiệu ứng của nước này thì anh em không cần. À, bắn cái gì thế? Thôi xong. Trà ô long ra đi. Bạn của ô long đâu? Ui, mình đã không gạt rồi, để cho đồng đội nó đến. Đồng đội của mình gạt mất rồi. Nhặt được cả băng đạn các thứ mà không thấy đạn. Xem bên này có đạn không? Không có đạn luôn. Cũng không có luôn. Đậu xanh chứ. Cái gì đây? À, cái giảm tia lửa anh em ạ. Đạn đâu? Cho tôi đạn 9 để tôi bắn. À, được rồi. Mình thấy bên... À, đây rồi. Ngon. Khu 3 nhà. À, 3 tầng này. À, 2 tầng này. Để bảo 3 tầng, quên. Chắc chắn có người luôn. Nào, bây giờ thò ra. Bạn thò ra xem là đạn mình nhanh hơn hay là đạn bạn nhanh hơn. Thò ra xem là đạn mình nhanh hơn. Mình nói rồi, mình chạy thế thôi nhưng mà mình ke chuẩn lắm. Có một thanh niên ở trên nhà. Đâu rồi? Đây rồi. Đây rồi. Xong luôn hai thanh niên, clear anh em ạ. Như vậy là dọn dẹp nhanh chóng quá. Được việc thực sự anh em ơi. Ui đạn. Hai thanh niên cũng không có gì gọi là giàu có cả. Mình nhặt được đạn 9 rồi. Bây giờ mình thêm cây UMP nữa là đẹp anh em ạ. Mình sẽ cầm một cây UMP và một cây Uzi đi. Bây giờ mình đi kiếm UMP đã. UMP à, đây. Đây luôn này. Không cần phải đi kiếm xa luôn anh em ơi. Như vậy là có luôn UMP rồi. Trận này mình cầm UMP và cây Uzi. Một combo súng cùi bắp để có thể gánh team. Đã năm. Đấy, đi lên gì sọt này. Ui, có người này. Ui. Đậu xanh mình nghe tức là còn vót cơ anh em ạ. À, vẫn nhảy nhót này. Nhảy
nhót này. Làm cái gì vậy? Ơ, thanh niên này như kiểu ngáo nhở. Mình bắn luôn từ đầu mà vẫn không biết anh em ơi. Đậu phộng vẫn có một thanh niên ở trong nhà. Nào. À, đứng ở cửa sổ. Đứng cửa sổ này. Ngắm nghía cái gì ở đấy? Ở đấy có con... là con hoàng à? Hay là con gái đẹp? Ngắm gì kinh vậy? Đây là cờ lia luôn anh em ơi. Ui, đạn chín này. Mình sẽ ghê đó. Được, thực sự mình nhặt hết đạn chín anh em ạ, không có phụ kiện rồi, không có dòng giảm thanh. Mình sẽ loot nhanh và đi tiếp. Mình đi một vòng từ từ dưới này lên resort, bây giờ mình lại phải quay lại anh em ạ, bởi vì vừa nãy đồng đội mình bị bắn ở đầu trên. Cái gì đây, cái gì thế này? Một viên vào đầu rồi. Một viên vào đầu rồi. Đau chưa? Thấy có bóng vụt qua. Cứ tưởng mình quáng gà cơ, hóa ra là thật anh em ạ. Vẫn còn một thằng nữa qua khỏi đâu đây. Ôi, mít không số 3. Thôi thôi thôi. Thôi làm gì các vậy? Quá buồn cho thanh niên anh em ơi. Thanh niên này thò ra nhưng mà đâu biết rằng mình là quái vật phản, gọi là phản, phản ứng với cái tốc độ bàn thờ rồi. Bạn không thể làm mà chối từ được. Tự nhiên bây giờ lại thanh niên 3, số 3, số 4 nữa chứ. Mình phải tắt mic đi anh em ạ. Mình tắt bớt mic của số 2 với số 4 đi để tiếp tục cuộc hành trình, chứ không là ở clip đợt trước là anh em bảo mình là mic ồn thì lên tắt đi. Đây này, thanh niên số 3 cũng ồn luôn đây này, bắt đầu ồn rồi. Trước mặt mình có người. Lại mình nghe tiếng bắn. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ai 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 ai. À, cháy cháy cháy. Lốc một rồi. À, lốc cây à. Nào, thò ra. Đồng đội mình đang bắn. Nào, thò ra đây. Nào, đâu rồi? Đâu rồi, một đầu. Úi dồi ôi. Một đầu, một đầu. Úi dồi ôi. Quả đấy mình. Ô, nhưng mà thanh niên đấy quả dính quả đầu rồi mà vẫn trâu phết anh em ạ. Đất gì và này nọ luôn. Enemies ahead. Enemies ahead cái gì? Thanh niên này gạt luôn cho mình anh em ạ. Thật từ bây giờ thì mình sẽ... Ui, X6 này được này. Có X6 là ngon rồi. Mình sang bên chỗ đồng đội mình luôn. Đang mấy thanh niên đang bắn ở đây. À, hóa ra là mấy thanh niên này ăn thính anh em ạ. Thế là có đội đến lấy thính. Ui, ôi, giấy nhau kìa. Dã dò à. Đây đây đây, các bạn không phải no khi có mình ở đây rồi. Mình sẽ cầm cái combo này để gánh các bạn vào top 1 luôn. Hợp lý luôn. Đó, mình thấy kìa, mình thấy người này. Enemies ahead. Ủa, mình sai rồi. Trên này, đây 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 đây. Enemies đấy, ahead. Enemy rồi, hẹt này. Hẹt, hẹt. Enemy. Ủa ôi, hơi bù mắt. Nhưng mà nó cũng yếu lắm rồi anh em ạ. Nằm đây này, ơ. Bọn này nó như kiểu điên nhở. Có mạng luôn ở đây này. Ơ thơm. Cái ép được anh em ơi. Ơ sao bọn này nó dở thế nhở. Bọn này nó này. Ơ bắt đỡ heo. Mấy thanh niên này như kiểu là nghĩ mình tàng hình thế nhở. Cứ trườn trườn ở cái khu vực này. Đậu xanh chứ. Thay mấy thanh niên này không biết anh em ạ. Bây giờ thêm như quần què vậy. Cứ tầm này là kiểu gì nó cũng lỗi kiểu lác cỏ. Nằm như không nằm mà. Thôi xong, thôi xong. Như vậy là đồng đội mình clear rồi. Easy vậy. Lầm cỏ ở cái giờ phút này là chắc chắn là bị lộ. Game bây giờ nó đang lỗi cỏ anh em ạ. Và mình đốt xong thì tiếp tục đi săn người. Đây này, bắn nhau dã dò. Úi giời ơi, cẳng thế nhờ. Đây này, mình đẩy lên để hỗ trợ đồng đội của mình. Cứ để im cho mình cần hết. Nắm ba cái thằng này đâu. Ui ơi, ui ôi, thôi. Đây rồi, mày bắn đồng đội tao này. À, còn thằng nữa. Nào, lên đây. Clear. Cứu. Đây. Cứu cái gì? Có mình ở đây rồi, bạn cứ yên tâm. Chết đã có mình lo. Đấy. Mình lên gọi là quá là đúng lúc rồi. Đấy, đồng đội đây tốt đây chứ đâu. Thế là clear một team này nữa.
Một tem bên trái nhá. Cam ngoài, cam ngoài phía bên tay phải. Tem hai ngoài. Tem ngoài phía bên tay phải à? Ok. Đây đây, qua liền, qua liền. Ở đâu có việc khó, ở đó đã có linh ATM. Để mình check qua cái khu vực bên này đã. Chứ không là nhiều khi cứ loang quang ở đây. Bên tay phải hai thằng nhá. Nó hốt cho. Rồi rồi rồi, ok. Ông cứ để đấy. Hai ông sang bên tay trái, hai ông bên tay phải. Bình đi, bình nè. Kia ra. Cứ bình tĩnh, đầu cũng sẽ có đó, thịt chó có bấm tôm mà thôi. À, dưới này có tiếng bấm này. À, ui, như vậy là vẫn ở ngoài đường anh em ơi. Vẫn ở ngoài đường, có một team. Đây đây, mình đẩy sang luôn. Đâu rồi? Đây, đây, lên trên cao để xem nào. Từ trên, à, có tiếng. À, nằm này. Ô, bọn này kiện nằm thế nhở. Cứ chạy lên là nằm. Đây này, đây còn cháu nữa này. Nào, nhảy ra. Nhảy ra. Đây là Uzi đấy, tầm gần thì nó cứ gọi là bá con mẹ đạo luôn. Nhảy ra. Ôi giời ơi, game dễ quá anh em ơi. Tại sao mấy cái thanh niên nó nghiện lầm nhở? Chạy từ dưới chạy lên phát cái lầm luôn. Nếu hiểu kiểu gì, không hiểu kiểu gì mấy thanh niên này anh em ạ. Không thể hiểu nổi luôn. Đây còn bên này còn, á, à, gốc cây này. Gốc cây này. Bay đầu luôn. Rồi rồi, bình tĩnh, tôi lên đây. Tôi lên đây. Thêm một mạng nữa. Sướng thực sự. Từ nãy là KS được 2 mạng rồi anh em ạ. Thanh niên này bị tay nên là nốc ta. Rồi rồi, heo cái quần què gì. Để tôi. Cứu đi. Để mình xử nốt cái bọn này cho. Dăm ba cái thằng rau dưa này không thể làm khó được Linh ATM đâu. Đây rồi, tiếng chân. Tiếng chân ở đây rồi. Tiếng chân, à, vẫn nấp này. Thôi xong luôn, clear hoàn toàn. 22 kill. Ui, thế còn một thằng thôi. Một thanh niên nữa thôi. Một tên nữa là top 1 rồi. Chắc chắn là nằm ở trên khu vực này, tại vì đằng sau hết rồi. Lên đây luôn này. Hello anh trai. Anh trai nằm đâu vậy? À, anh trai nằm đây này. Ui giời ơi. Mình đã bảo rồi cơ mà. Cái tốc độ phản, gọi là phản ứng của mình, nó phải cứ tốc độ bàn thờ rồi. Bị bắn phát cái là bạn chết ngay. Bạn nhẻ mình cái là thôi, cụ đi chân lạnh toát ngay. Quá easy anh em ạ. Cầm combo đạn chín, cánh người lạ vào top 1 luôn. Không có một người lạ nào phải nằm xuống cả. Và ok thì clip của mình cũng dừng lại ở đây. Với tổng số kill là 23 kill. Cũng quá là easy. Anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ clip giúp mình nha. Cảm ơn mọi người và hẹn ở những clip